Võ Thần Chúa Tể Chương 5536, một hạch thất tinh đảo, bất quá không thể không nói, bất tử đế tôn một trận này nói chêm chọc cười, trong nháy mắt liền đem tràn thượng bầu không khí cho hòa hoãn lại, Ngọc Hổ la sát hiếp mắt mắt nhìn Phạm Âm tiên tử, thản nhiên nói, Phạm Âm, còn đánh nữa không? Phạm Âm tiên tử ánh mắt lạnh lẽo, vừa mới chuẩn bị mở miệng, chỉ thấy bất tử đế tôn vội vàng kéo lại cánh tay của nàng. Phạm Âm tiên tử, còn đánh cái gì đánh a? À? Bây giờ chủ nhân đã tiêu thất nhiều năm như vậy, chúng ta ở nơi này đánh xuống có ý nghĩa gì? Coi như người có thể thắng Ngọc Hổ tỷ tỷ lại có thể thế nào? Giang hồ không chỉ có riêng là chém chém dết giết. Còn có người tình thế nguyên nhân a, à? Bất Tử Đế Tôn lôi kéo Phạm Âm Tiên Tử cánh tay, vội vàng nói, hắn là sợ Phạm Âm Tiên Tử, tiếp tục đánh xuống, tiểu thư còn thụ thương đây, cái gì nhẹ cái gì nặng nội tâm của hắn vẫn là rất rõ ràng. Ha ha ha, Bất Tử nghĩ không ra ngươi trước đó một cái đầu gỗ, thế mà cũng biết đạo lý đối nhân xử thế. Ngọc Hổ La Sát lại lần nữa nở nụ cười, núi non chập trùng, bất tử đế tôn cười nịnh nói, hắc hắc, lúc còn trẻ không hiểu chuyện, bây giờ trưởng thành, cuối cùng nên hiểu chút chuyện. Phạm âm tiên tử, ngươi nói xem. Bất tử đế tôn vội vàng nhìn về phía phạm âm tiên tử, phạm âm tiên tử ánh mắt băng lãnh, toàn thân nở rộ hàng ý, lạnh lùng nhìn bất tử đế tôn một mắt, mắt phượng bốc lên, ngươi có thể không thể buông ra tay của ta lại nói tiếp. A, à. bất tử đế tôn sững sờ, vội vàng đem phạm âm tiên tử cánh tay giạt ra, ta cũng không phải muốn sờ ngươi, vừa rồi quá gấp, sự cấp tòng quyền, ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Ta không có hiểu lầm. phạm âm tiên tử tức giận đến lông mày bốc lên, lạnh lùng quét mắt bất tử đế tôn. trải qua hắn như thế đánh náo phạm âm tiên tử trong lòng sát khí cũng là giảm bớt rất nhiều ngọc hổ la sát thản nhiên nói phạm âm tiên tử còn đánh sao phạm âm tiên tử lạnh lùng nhìn nàng một cái coi như đánh nhau ngươi là đối thủ của ta sao dứt lời phạm âm tiên tử thân hình thoát một cái hướng thẳng đến phía trước vĩnh kiếp nghiệt hải bay đi ngọc hổ la sát ánh mắt phát lạnh đưa tay đem nàng ngăn lại phạm âm tiên tử lạnh lùng nói như thế nào ta muốn gặp thái âm minh nữ ngươi cũng muốn ngăn trước kia thái âm minh nữ nhìn thấy ta cũng là muốn tôn xưng một tiếng sư tỷ ngọc hổ la sát sắc mặt băng lãnh gắt gao nhìn chằm chằm phạm âm tiên tử nhưng cuối cùng hay là đem để tay xuống dưới bất kể như thế nào phạm âm tiên tử năm đó đích xác là minh nguyệt nữ đế bên cạnh được sủng ái nhất nhân vật không chỉ có là nàng bao quát thái âm minh nữ đại nhân các nàng trước kia cũng phải nhìn phạm âm tiên tử sắc mặt hướng nàng lấy lòng người càng là nhiều vô số kể vạn nhất thái âm minh nữ đại nhân cùng cái này phạm âm tiên tử ở giữa thật có cái gì giao tình, nàng cưỡng. Ép ngăn cản sẽ chỉ là lợi bất cập hại. Ngược lại có thái âm minh nữ đại nhân quyết đoán, nghĩ tới đây, ngọc hổ la sát ánh mắt dần dần bình tĩnh trở lại, hắc hắc, cái này không liền tốt, tất cả mọi người hòa hòa khí khí thật tốt. Bất tử đế tôn lập tức nở nụ cười, tiếp đó nhìn về phía tầng trần cùng ma lệ, hai người các ngươi đuổi sát theo, đừng lỗ mãn, nhớ kỹ, nơi này chính là vĩnh kiếp nghiệt hải, bây giờ thái âm minh nữ đại nhân chấp trưởng khu vực, nếu là làm hư cái gì, ta có thể bảo vệ không được các ngươi, đặc biệt là tiểu tử ngươi, cùng tốt. Bất tử đế tôn một ngón tay ma lệ, quát lớn thời điểm càng là đối với lấy ma lệ điên cuồng thu phát, nhìn cũng không nhìn tần trần một mắt, tiếp đó quát lớn song sau, vội vàng đuổi kịp phạm âm tiên tử, ma lệ. Mẹ nó, ta trêu ai ghẹo ai, ngươi cái tên này không dám quát lớn tầng ma đầu dựa vào cái gì liền đối với ta một trận giận mắng thảo đương nhiên hắn cũng chỉ là trong lòng đau khổ lúc này cùng tần trần đi theo bất tử đế tôn đại nhân cứ như vậy thả bọn họ tiến vào đầu lĩnh kia nữ tử nhìn thấy phạm âm tiên tử cùng bất tử đế tôn bay về phía mãi mãi kiếp nghiệt hải chỗ sắc mặt lập tức khó coi nói hai người này ở đây lớn lối như thế rõ ràng là không có đem thái âm nữ đế đại nhân thả ở trong mắt theo ta thấy, nên trực tiếp giết mới đúng. Ba, nàng nói còn chưa dứt lời, đột nhiên một bạc tai đánh tới, trực tiếp đem nàng quất bay ra ngoài, lập tức nửa gương mặt sưng lên, một ngụm minh huyết phun ra, răng đều gãy không ít. Đại nhân, ngươi, cái này đầu lĩnh nữ tử bụng mặt, khó tin nhìn xem ngọc hổ la sát. Bản tọa cần ngươi tới dạy ta làm chuyện. Ngọc hổ la sát lạnh lùng nhìn xem đầu lĩnh kia nữ tử. Huống chi, hai người này trước kia chính là minh nguyệt nữ đế dưới trướng đại tướng cùng thái âm nữ đế đại nhân đều có không nhỏ giao tình ta biết ngươi là một lòng muốn tại nữ đế đại nhân trong mắt biểu hiện thật có chút sai thời điểm nghĩ biểu hiện cũng muốn nhiều động động não đừng phạm ngu xuẩn hiểu dứt lời ngọc hổ la sát thân hình thoát một cái trong nháy mắt tiêu thất lướt về phía phạm âm tiên tử cùng bất tử đế tôn đầu lĩnh kia nữ tử nhìn xem ngọc hổ la sát rời đi thân ảnh sâu trong mắt thoáng qua một tia phẫn hận lại cúi đầu không dám trước mặt mọi người triển lộ ra một chút nào oanh vô tận vĩnh kiếp nhiệt hải cạnh ngoài trên đường chân trời tầng trần mấy người cấp tốc bay lượn cái kia ngọc hổ la sát đằng sau ngược lại là không có tiếp tục khó xử bất tử đế tôn bọn người sau một lát đám người cũng đã buông xuống ở vĩnh kiếp nhiệt hải bầu trời đây chính là vĩnh kiếp nhiệt hải cùng xa xa quan sát khác biệt bây giờ tiếp xúc gần gũi vĩnh kiếp nhiệt hải mọi người mới thật sâu cảm nhận được cái này vĩnh kiếp nhiệt hải kinh khủng chỉ thấy từng đạo màu đen bọt nước phun trào, mỗi một đạo bọt nước bên trong đều tự như ẩn chứa vô thượng minh giới đại đạo chi lực, phía dưới cái kia thâm thúy nước biển khuấy động, vô số bọt nước phun trào, hình thành khí tức, vẻn vẹn nhìn xa xa, liền để ma lệ ở sâu trong nội tâm hiện ra một cổ không thể địch nội ảo giác, phản phất, vẻn vẹn cái này vĩnh kiếp nghiệt hải bên trong một cái bọt nước, liền có thể đem hắn dễ dàng chôn vùi, hóa thành bột mịn. Ngọc khổ la sát mắt liếc khiếp sợ ma lệ cung tần trần. Khóe miệng không khỏi phát họa đi ra vẻ đắc ý, chưa từng va chạm xã hội gia hỏa, đi thôi. Sư, Ngọc Hổ La Sát dẫn theo mấy người, trực tiếp hướng về phía trước Vĩnh Kiếp Nhiệt Hải ngoại vi một hòn đảo. Đây là một tòa phiêu phụ ở Vĩnh Kiếp Nhiệt Hải trên sơn phong, vô cùng khổng lồ, đến gần nhìn, liền giống như một tòa thành trì đồng dạng, phiêu phụ ở Vĩnh Kiếp Nhiệt Hải phía trên, mà ở cái kia bên trên cái đảo, còn có từng tòa cung điện, tại nơi cung điện bên trong có một chút quỷ tu tại ra ra vào vào, ngọc hổ tỷ tỷ. Ngươi không phải mang bọn ta đi gặp thái âm nữ đế đại nhân sao? Như thế nào để chúng ta tới này bảo hộ tinh đảo? Bất tử đế tôn liền hỏi, bảo hộ tinh đảo, chính là vĩnh kiếp nghiệt hải bên trên lơ lửng một chút hòn đảo, những hòn đảo này chính là trước kia minh nguyệt nữ đế an trí dưới trướng tạo dựng, chỉ bất quá ở tai nơi này bảo hộ tinh trên đảo, cũng chỉ là một chút nhân viên vòng ngoài chân chính nòng cốt là ở vĩnh kiếp nghiệt hải nội bộ một hạch thất tinh đảo, một hạch, chính là trước kia minh nguyệt nữ đế ở nguyệt minh đảo. Mà thất tinh, nhưng là trước kia minh nguyệt nữ đế dưới trướng một chút cường giả cấp cao nhất chỗ ở, phụ trách bất đồng bộ môn, trước kia phạm âm tiên tử cùng bất tử đế tôn liền từng tại trong đó hai tòa hòn đảo ở qua, mà thái dương minh nữ. Thái âm minh nữ cùng ám tinh minh nữ cũng phân biệt ở tại một hòn đảo phía trên, nơi đó mới là vĩnh kiếp nghiệt hải hạch tâm chi địa thái âm nữ đế đại nhân sự vụ bận rộn, há lại các ngươi muốn gặp liền có thể tùy tiện nhìn thấy. Ngọc Hổ La Sát cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, các ngươi liền ở tại nơi này bảo hộ tinh đảo. Chờ thái âm nữ đế đại nhân có rảnh triệu kiến các ngươi, ta tự mình mang các ngươi tiến đến ý kiến. Dứt lời, Ngọc Hổ La Sát đã rơi vào trong cái đảo ở giữa một tòa khổng lồ nhất quần thể cung điện phía trước, Ngọc Hổ Đại Nhân. Lập tức, có một đám tuần tra tại cung điện bốn phía cường giả lướt đến, cung kính hành lễ, "Ân, các ngươi mang mấy người kia đi vào, chờ nữ đế đại nhân triệu kiến, nhớ kỹ, đừng để cho bọn họ chạy loạn, gây ra phiền toái gì." Ngọc Hổ la sát hướng về phía một nhóm người này thản nhiên nói, "Là." Này một đám cường giả liền cung kính gật đầu, "Ngọc Hổ tỷ tỷ, ngươi có thể không thể thay ta sớm một chút thông báo thái âm minh nữ đại nhân." Nhiều năm không gặp ta đối với thái âm minh nữ đại nhân có thể rất là tưởng niệm đâu. Bất tử đế tôn vội vàng nói. Gấp cái gì? Ngoan ngoãn chờ lấy chính là. Ngọc Hổ La Sát cười nhạo nói, hơn nữa, ngươi không phải tại tiếng tặng quỷ sửa sao? Ở nơi này, cũng đều là minh giới các nơi tới tiếng tặng quỷ tu người, chờ thái âm nữ đế đại nhân rảnh, tự nhiên là sẽ triệu kiến ngươi. Đến nỗi ngươi. Ngọc Hổ La Sát lại nhìn về phía phạm âm tiên tử, Lạnh lùng nói, "Phạm Âm, cái này vĩnh kiếp nghiệt hải quy của ngươi so với ai khác đều biết, ở đây sông loạn có kết quả gì ngươi cũng biết, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, đừng đến lúc đó dẫn xuất phiền phức đừng trách ta không trước đó nhắc nhở." Sư, thoại âm rơi xuống, Ngọc Hổ la sát vọt thẳng thiên dựng lên, tiêu thất phía chân trời, hỗn đảng này Ngọc Hổ. Phạm Âm tiên tử sầm mặt lại, vừa mới chuẩn bị động thủ, lại bị bất tử đế tôn kéo lại đi, đi, phạm âm tiên tử, người chính là đem ngọc hổ tỷ tỷ đánh một trận cũng không có ý nghĩa, chúng ta tới đây là gặp thái âm nữ đế đại nhân, cũng không phải tới gây chuyện, lùi một bước trời cao biển rộng. Bất tử đế tôn vội vàng nói, hư. Phạm âm tiên tử hiếp mắt, nhưng cuối cùng vẫn không có động thủ, mấy vị, xin mời. Một bên, đầu lĩnh kia tuần tra cường giả lúc này vung tay lên, hướng về phía bất tử đế tôn cùng phạm âm tiên tử mở miệng nói, thái độ hắn ngược lại cũng coi là không tệ, dù sao lúc trước mấy người cùng Ngọc Hổ la sát trò chuyện hắn cũng nghe đi ra một chút. Mặc dù giữa hai bên đối chọi gay gắt, tiếu lý tàn đao, nhưng rất rõ ràng các nàng mấy người giữa hai bên cực kỳ quen thuộc, tuyệt không phải đồng dạng quan hệ. Rất nhanh, ở đây người dẫn đầu dưới, tần trần mấy người đang khu cung điện này rơi bên trong ở lại, để tần trần bọn hắn im lặng là tại an trí quá trình bên trong, bọn hắn còn gặp được khác ở chỗ này quỷ tu, phóng tầm mắt nhìn tới, từng cái đều là minh giới Mỹ Nam Tử, hoặc là cơ bắp cuồn cuộn, hoặc là đường công tuấn Mỹ quỷ tu, còn có một số càng là minh giới khác biệt tộc quần quỷ tu, tỉ như cái gì hải nguyệt quỷ, cự sơn quỷ. Thậm chí ma lệ bọn hắn còn chứng kiến một cái toàn thân thiêu đốt lên kim sắc. Văn lộ bộ xương màu đen. Nghe nói là hoàng kim khô lâu nhất tộc gần ức năm tới tối xuất khí một cái tộc nhân, cũng bị tiến hiến đến nơi này, chờ thái âm minh nữ triệu hoán. Hơn nữa, những người này ở đây nhìn thấy tiếng vào ma lệ bọn người phía sau, ánh mắt đều là có chút bất thiện, hiển nhiên là đem ma lệ bọn hắn trực tiếp trở thành mình đối thủ cạnh tranh, đằng đằng sát khí. Nếu không phải là ở đây không thể tùy ý đồng thủ, đối phương sợ là đã sớm ra tay rồi. Cái này khiến ma lệ mấy người không khỏi một mặt im lặng, cái này là cái gì vĩnh kiếp nghiệt hải? Hiển nhiên một cái tuyển tú đại hội A, các bạn đang nghe truyện tại tán tu.ch, các bạn nghe truyện vui vẻ.